Ngày 9 tháng 2 năm 1907, ngày sinh đồng chí Trường Chinh. Tên thật của ông là Đặng Xuân Khu. Đồng chí là một trong những người lãnh đạo chủ chốt của cách mạng Việt Nam, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng. Đồng chí Trường Chinh có công hiến to lớn về lý luận cách mạng, có nhiều tác phẩm giá trị. Đồng chí còn là nhà báo sắc sảo và nhà thơ với bút danh Sóng Hồng. Ngày 9 tháng 2 năm 1976, Tiểu đoàn Thông tin Radar 351, tiền thân của Trung đoàn Radar 351 vùng 3 Hải quân được thành lập nhằm tăng cường công tác quản lý tình hình mặt biển miền Trung và quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật ngành Radar Hải quân. Hơn 40 năm qua, các thế hệ cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn luôn đoàn kết vượt mọi khó khăn gian khổ, nỗ lực học tập, huấn luyện, nghiên cứu, làm chủ trang bị khí tài hiện đại, ứng dụng hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào thực tế nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các lực lượng của vùng quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển miền Trung và xây dựng vùng ba hải quân ngày càng phát triển, cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Sự kiện quốc tế ngày 9 tháng 2 năm 1881, ngày mất của Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. Ông là một nhà văn lớn của nước Nga. Tác phẩm chủ yếu của ông gồm các tiểu thuyết Tội ác và trừng phạt, Thằng ngốc, Anh em nhà Karamazov đã được dịch ra tiếng Việt và được bạn đọc Việt Nam yêu thích. Gorky đánh giá Dostoevsky là nhà văn thiên tài biết phân tích những bệnh trạng của xã hội thời ông, là một thiên tài không thể phủ nhận được. Với sức biểu hiện như vậy, chỉ có Shakespeare mới có thể sánh ngang hàng.